Hôm nay tôi có đang nghiên cứu về một cái đề tài khá là thú vị, đấy là marketing cho những mặt hàng xa xỉ và siêu xa xỉ. Hay ở Việt Nam thì các bạn hay thường gọi đấy là cái bán hàng cho những người giàu và người siêu giàu ấy. Thế nhưng mà tôi xem một số các video ở trên Facebook hoặc là trên YouTube ấy, thì tôi thấy nhiều, không phải tất cả nhưng mà nhiều diễn giả, diễn dởm rồi những người nói liên thiên linh tinh lắm. Không phải tôi chê người ta đâu, nhưng mà vấn đề ở chỗ là người ta không nghiên cứu về về mặt bài bản, về lý thuyết. Thì tôi mới nghĩ, tôi mới làm cái live stream với cả cái video này. Cái này thì hoàn toàn là được dịch từ sách ra. Vâng, tôi dịch từ một cái cuốn sách, nó gọi là Luxury Marketing, tức là marketing cho những mặt hàng xa xỉ, những mặt hàng bán đắt, đúng không? Vâng, hay còn gọi là bán hàng cho người giàu hay người siêu giàu như thế nào. Tất nhiên cái việc bán hàng là một việc khó, không phải một việc dễ, nhất là bán cho những người giàu và người siêu giàu, bởi vì đây là những cái nhóm khách hàng mà họ có rất 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 nhiều sự lựa chọn, họ có rất nhiều mối quan hệ, đúng không? Họ có rất nhiều các phương thức mua. Thí dụ họ có thể đi nước ngoài du lịch, họ mua, họ có thể đi công tác, họ mua, họ có thể có người thân ở nước ngoài gửi về, họ có thể có đàn em, có đệ tử, có người thân, nhân viên, rất là nhiều, đúng không ạ? Và họ có rất nhiều người vây quanh để cung cấp cho họ những cái sản phẩm tốt, dịch vụ tốt. Cho nên là bán hàng cho những nhóm này cũng khá là khó, không hề dễ một chút nào. Đấy. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải định nghĩa các sản phẩm xa xỉ và siêu xa xỉ là những sản phẩm gì, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể hiểu đấy là những sản phẩm và dịch vụ mà có giá rất là cao hoặc là rất nhiều tiền mới có thể mua được những cái sản phẩm như vậy. Và dành riêng cho những cái giới nhà giàu hoặc giới siêu giàu hoặc các tỷ phú. Tất nhiên là các cái tỷ phú và những người giàu thì nó sẽ theo từng quốc gia. Thí dụ như ở Việt Nam các bạn có khoảng độ 5 tỷ, 10 tỷ Việt Nam đồng thì tôi nghĩ các bạn cũng được xếp hạng là người giàu rồi. Thế nhưng mà 5 tỷ Việt Nam đồng mà tính ra đô la thì nó chỉ rơi vào khoảng 220.000, 230.000 đô la. Thì ở Mỹ như vậy chưa được coi là giàu, đúng không ạ? Ở Mỹ ít nhất các bạn phải có tài sản trên 1 triệu đô la thì mới được gọi là giàu. Đấy. Rồi thì các tài sản 10 triệu, tài sản 50 triệu, tài sản 100 triệu. Tí tôi sẽ cho các bạn xem một cái phương thức người ta đánh giá người giàu ở Mỹ. Ví dụ các cái sản phẩm mà chúng ta coi là sản phẩm xa xỉ và siêu xa xỉ đấy là thí dụ như là máy bay cá nhân, đúng không ạ? Các cái máy bay của các ngôi sao hay là của các CEO, các cái hãng lớn đó. Hay là máy bay có thể là máy bay dạng là helicopter, tức là máy bay trực thăng, còn những cái loại kia là các hãng máy bay hàng không mà bay các đường bay dài, hoặc là du thuyền hoặc là các siêu du thuyền, đúng không ạ? Siêu xe hơi có thể là những cái xe đời mới rất là đắt tiền, hoặc là có thể là những cái xe cổ, các bạn cũng thấy rằng có cái giá cũng từ vài trăm ngàn đến cả triệu đô la. Vâng, bất động sản cao cấp, đúng không ạ? Thí dụ như ở Việt Nam một căn hộ có thể có giá 10 tỷ, 20 tỷ, hoặc là một cái bất động sản có thể lên tới hàng trăm tỷ tiền Việt, đúng không? Thế ở Mỹ cũng như vậy, thì ví dụ như khu bất động sản của khu Manhattan thì nó thuộc New York, nó khá là đắt. Cái chuyện mà vài triệu đô la cho một căn hộ rất là bình thường, hoặc là 20, 30 triệu đô la. Thậm chí vừa rồi là CEO của Amazon Jeff Bezos làm mới mua một cái căn hộ hơn 200 triệu đô la, một căn penthouse ở một thành phố lớn của Mỹ, thì cho thấy rằng là bất động sản cũng rất là đắt, đúng không ạ? Từ vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu đô la cho một cái căn hộ, cho một cái khu biệt thự. Đấy, thế ở Việt Nam thì khoảng khoảng từ 1 triệu, 2 triệu cho đến 5 triệu. Tất nhiên cũng có nhiều hơn, nhưng mà trong khoảng đó thì mình có thể gọi đấy là những cái sản phẩm siêu đắt, đúng không? Hoặc là những cái sản phẩm thời trang cao cấp và siêu cao cấp, đúng không? Đồ thủ công mỹ nghệ hoặc là các cái tác phẩm nghệ thuật. Thí dụ một cái bức tranh trừu tượng, hoặc là một cái bức tranh của Van Gogh, hay một cái bức tranh của những cái danh họa rất là lâu rồi, thì có giá từ vài triệu cho đến vài chục triệu đô la bán ở trong các bảo tàng. Ví dụ như là tôi đi bảo tàng Louvre của Pháp ấy, thì nó có bức tranh nàng Mona Lisa ở đấy, đúng không ạ? Một bức tranh rất là nhỏ thôi nhưng mà bây giờ cũng rất là nhiều tiền đấy, và được bảo vệ trong bảo tàng Louvre, và phải những du khách đến đấy xem phải đứng rất là xa mới, mới mới có thể nhìn thấy được, tức là người ta không cho vào gần đấy.
hoặc là rượu, hoặc là sâm banh, hoặc là rượu vang, vài chục tuổi, vài trăm tuổi, đúng không ạ? Hoặc là những cái sản phẩm thủ công, rồi những cái sản phẩm đắt một cách rất là khủng khiếp, hay là kể cả như là trứng cá tầm có giá là vài nghìn đô la cho 1 kg, hay là một cho một vài trăm gram chẳng hạn, đều được coi là những cái sản phẩm xa xỉ, đúng không? Thì tôi có lấy đây một số cái hình họa để cho các bạn hình dung ra. Và một chiếc xe có thể có giá từ 1 triệu cho đến 2, 3 triệu, thậm chí 5 triệu đô la cũng có. Vâng. Một cái máy bay tư nhân như thế này, nó có thể có giá từ vài triệu cho đến khoảng vài chục triệu đô la. Các bạn thấy đấy. Ở Việt Nam mình thì cũng có rất là ít, cũng có một người đã từng sở hữu trực thăng và một người cũng từng sở hữu máy bay cá nhân, nhưng mà sau đó thì cũng cũng phải bán vì nó bất tiện. Nhưng ở Mỹ hoặc ở châu Âu thì người ta sử dụng cái này rất là nhiều. Thí dụ như khi tôi sang Mỹ đi du lịch thì tôi thấy trực thăng họ bay khắp bầu trời luôn. Ý tôi nói là nó rất là nhiều, đúng không ạ? Đồng hồ, những cái đồng hồ, những cái nhãn hiệu như là Rolex các bạn biết thì nó vẫn là những cái nhãn hiệu xa xỉ thôi. Nó chưa thuộc các nhãn hiệu siêu xa xỉ. Hublot hay là Fang Muller, hoặc là những cái dòng hiếm hơn nữa, Patek Philippe, nó có thể lên tới vài trăm nghìn, thậm chí là cả triệu đô la cho một cái đồng hồ. Đấy. Rồi thì xe cộ, đúng không ạ? Du thuyền vân vân. Thì đấy là những cái mặt hàng mà chúng ta thấy là ở Việt Nam thì chúng ta có thể áp dụng trong lĩnh vực nào? Chúng ta có thể áp dụng trong lĩnh vực bất động sản. Chúng ta có thể bán đồ cao cấp, đồ ăn, đồ uống, mỹ phẩm, thực phẩm. Đấy. Hoặc là xe, các dòng siêu xe. Chứ ở Việt Nam thì chắc là khó bán máy bay lắm, khó bán du thuyền lắm, đúng không? Và cũng bán cho cá nhân là rất khó. Vâng, thế thì làm marketing cho thương hiệu xa xỉ là làm gì? Thì đây là một cái quá trình để tìm kiếm tập khách hàng xa xỉ, tức là những khách hàng giàu có đấy, và làm cho họ mua sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, đúng không? Và chúng ta cần phải hiểu được cái tư duy, suy nghĩ, thói quen và hành vi của người giàu, thậm chí là phân chia các cái nhóm mà khách hàng giàu có thành nhiều loại, bởi vì giàu là một khái niệm nói chung. Thế nhưng mà ví dụ như là có 5 tỷ nó sẽ khác với có 10 tỷ, và có 10 tỷ sẽ khác với có 50 tỷ, và có 50 tỷ thì cũng sẽ khác với có 100 tỷ, và có 100 tỷ thì cũng sẽ khác với có 1.000 tỷ. Đấy. Thì lúc đó thì nó sẽ trở thành các ngôn ngữ siêu giàu rồi, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy là nghe 1.000 tỷ ở Việt Nam thì đúng là nó rất là khủng khiếp, nhưng mà chúng ta nếu mà đổi ra đô la thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng bao nhiêu ạ? Vâng, nó rơi vào, thôi cứ làm tròn đi, khoảng 50 triệu đô. Bởi vì 50 triệu đô bây giờ đô 23 mấy thì nó cũng rơi vào khoảng 120 tỷ, à 1.200 tỷ. Nó cũng không phải là nhiều đâu ạ. Trong khi đó các cái tỷ phú ở Mỹ thì người ta có tài sản cả 100 tỷ đô la, đúng không ạ? Vâng, ý tôi muốn nói là mình phải phân chia thành các cái nhóm khác nhau. Cái này là sách người ta dạy thôi. Và chúng ta phải trả lời câu hỏi là họ muốn mua gì. Thì lúc đó chúng ta phát triển sản phẩm để phục vụ họ, đúng không ạ? Làm sao có thể tiếp cận được họ thì chúng ta đã tìm các kênh. Kênh ở đây thì gồm có các kênh offline và kênh online, đúng không ạ? Các kênh offline thì mình sẽ phải tiếp cận gián tiếp, hoặc là tiếp cận trực tiếp, hoặc là tiếp cận qua các cái hình thức liên kết, đúng không? Những cái đặc điểm về tâm lý, đặc điểm về hành vi, sở thích của những người giàu. Nhìn chung là những người giàu sẽ có xu hướng là sở hữu siêu xe, sở hữu căn hộ cao cấp, sở hữu những thời trang cao cấp, dành nhiều thời gian cho việc là chăm sóc sức khỏe, tập gym, đánh golf, và dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc sức sắc đẹp, kể cả đàn ông, đúng không ạ? Như là đi spa, rồi thì sử dụng các cái dịch vụ trẻ hóa. Đấy, sử dụng các cái thời trang cũng như là các cái hóa mỹ phẩm rất là cao cấp, quan tâm đến sức khỏe, ăn những cái đồ ăn cũng rất là ngon và đắt tiền, hàng hữu cơ hoặc hiếm. Có thể ví dụ như chúng ta thấy là 1, 2 triệu, 3 triệu cho 1 cân hoa quả chúng ta cảm thấy rất là đắt, nhưng mà đối với nhóm khách hàng giàu có hoặc là nhóm khách hàng siêu giàu thì đó không phải là vấn đề, đúng không ạ? Bạn cứ tưởng tượng là nếu 1 năm bạn kiếm được khoảng 100 tỷ Việt Nam, đúng không ạ? Việt Nam đồng ấy, thì tương ứng với mỗi tháng bạn kiếm khoảng độ 10 tỷ đi. Tôi thì tôi không thể kiếm được số tiền đó, nhưng mà tôi đang nói về góc độ marketing thôi.
Thì tôi nghĩ rằng là với một cái sản phẩm mà giá vài triệu cho một bữa ăn thì không phải là vấn đề, đúng không ạ? Vâng, thì từ đó là chúng ta sẽ tư vấn. Và một cái câu hỏi được đặt ra tiếp theo đấy là làm sao để những khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm thì nói về thương hiệu của chúng ta, đúng không ạ? Đây là chúng ta phải làm cho họ phải hài lòng. Vâng, phải rất rất hài lòng và thỏa mãn. Bởi vì làm thỏa mãn những cái nhóm khách hàng này là cực kỳ khó. Tại sao lại cực kỳ khó? Bởi vì gần như họ đã đạt đến cái ngưỡng tiêu chuẩn cao nhất trong cái sản phẩm và dịch vụ rồi. Họ có tiền, họ đã sử dụng các khách sạn 5 sao, đi hãng hàng không 5 sao, đúng không ạ? Đi đi xe hơi mặt đất cũng 5 sao. Ví dụ như là đợt trước này tôi có tham dự một cái chương trình của Mastercard họ mời. Thì tôi cũng hiểu thế nào là tiêu chuẩn 5 sao của một hãng nước ngoài. Ví dụ như bay hãng hàng không 5 sao hạng thương gia, bay với hãng Qantas chẳng hạn, hoặc là Fly Emirates, đúng không ạ? Một cái hạng vé hạng hạng thương gia cũng khá là đắt. Đấy, nó mua như vậy nó cũng tính ra là cả ngàn đô la một 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 vé. Xuống mặt đất thì có xe S600 ra đón, đúng không ạ? Thì tôi muốn nói là xe hơi mặt đất cũng là hạng thương gia. Ở khách sạn cũng là khách sạn 5 sao, và 5 sao lại phải là ở trung tâm của trung tâm luôn. Tức là center chứ không phải là trung tâm của ngoại ô. Đó, cái đấy là cái cũng rất là khác biệt. Các bữa ăn cũng là 5 sao. Tất cả những cái nhà hàng mà do Mastercard mời đó cũng đều là 5 sao và tiêu chuẩn rất 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 là cao. Đấy, thì ý tôi muốn nói là những cái người giàu ấy thì họ đã đạt được cái sự phục vụ rất là cao rồi. Cho nên nếu mà bạn mà làm cho họ hài lòng thì phải nói là rất khó, bởi vì họ đã đạt đến cái cảnh giới gần như là cao nhất rồi. Thế mà chúng ta vẫn phải làm tốt hơn nữa để họ hài lòng, để họ cảm thấy sự khác biệt, thì tôi thấy điều đấy là rất khó khăn, đúng không ạ? Vâng. Ví dụ như ở một cái khách sạn 5 sao, ở một căn hộ ở trong cái khách sạn 5 sao đó, uống một chai sâm banh cũng giá vài ngàn đô la chẳng hạn, hay ăn một bữa ăn sáng giá vài trăm đô la cũng rất là kinh khủng. Đó. Và câu hỏi tiếp theo là chúng ta phải làm sao và làm cho khách hàng của chúng ta tìm thấy được cái thương hiệu của chúng ta và trở nên thích thú, đúng không ạ? Có nhã hứng với việc mua hàng. Thì lúc này chúng ta phải sử dụng các kênh trực tuyến. Các kênh marketing online vẫn có tác dụng đối với người giàu và giới siêu giàu chứ không phải là không có đâu ạ. Mặc dù họ có thể sử dụng một cái điện thoại vô tư hoặc là những cái dòng điện thoại rất là đắt tiền, nhưng mà họ vẫn sẽ sử dụng smartphone, bởi vì smartphone là phục vụ cái cuộc sống ảo, cái cuộc sống công việc của họ. Còn những cái kia là nó sử dụng cái để thể hiện cái đẳng cấp của họ, chứ còn họ vẫn kết nối với thế giới đấy ạ. Vâng, trừ những người quá đặc biệt là họ không kết nối với thế giới, và họ có trợ lý, họ có những cái người, rất nhiều người kết nối với thế giới, đúng không? Thì tôi nghĩ thế. Ví dụ như là một số CEO của những hãng lớn họ có thể không sử dụng smartphone, không sử dụng laptop, không sử dụng tablet, họ chỉ đơn giản là đọc các bản báo cáo chẳng hạn. Thì họ, bởi vì sao? Bởi vì họ đã có những người khác người ta tổng hợp cho rồi. Đấy, thế thì lúc đấy mình vẫn, thực ra mình vẫn đang 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 bán hàng cho họ, nhưng mà thông qua một cái người người ta gọi là người gác cổng. Ở trong thuật ngữ marketing nó có gọi là người gác cổng, gatekeeper. Thì ví dụ như là trợ lý hay là vợ hay là những cái người giúp việc cho người ta, đúng không ạ? Vâng. Thì chân dung một cái khách hàng siêu giàu tại Mỹ là như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Ví dụ như là nó chia một nước Mỹ ra thành rất là nhiều bang, và mỗi một bang hoặc một thành phố có một số những cái tỷ phú. Đấy, ví dụ như là Jeff Bezos hiện nay có tài sản khoảng 132 tỷ đô, sau khi chia cho vợ thì còn khoảng 100 tỷ. Đấy. Phil Klein là cái này là CEO của hãng Nike thì có tài sản khoảng 30 tỷ. Vâng, Mark Zuckerberg là CEO của Facebook thì chúng ta có tài sản khoảng 74 tỷ. Đấy, thế rồi thì nhiều lắm, đúng không ạ? Rất nhiều ở đây chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Như là CEO của Microsoft hay là CEO của Boeing hay là CEO của những cái hãng về bán lẻ như là Sam Walton, đúng không ạ? Ok. Tôi sẽ cho các bạn xem một cái bản báo cáo về người giàu tôi mới tải lúc chiều nay. Để tôi xem nào. Đây ạ. Một cái bản báo cáo về người giàu của nước Mỹ. Đấy, The US 2019 Millionaire Report, một cái bản báo cáo ngắn. Thì họ cũng thống kê. Đấy. Ví dụ như là các bạn nhìn thấy ở đây cái chỗ màu xanh này này.
là những cái tỷ phú có tài sản từ 1 triệu đến 2,5 triệu đô thì chiếm đến 84%, màu trắng này là từ 2,5 đến 4 triệu đô, màu xanh nước biển này là có tài sản từ 4 đến 5 triệu đô, màu đỏ là tài sản từ 5 đến 10 triệu đô, màu nâu là tài sản 10 đến 25 triệu đô, màu hồng rất là bé thì tài sản từ 50 đến 100 triệu đô, và màu tím là tài sản trên 500 triệu đô, chỉ chiếm có 0,01% thôi. Đấy, đây là tính theo đơn vị đô la của tỷ phú Mỹ. Về tuổi họ cũng chia ra đây. Đấy, rồi những người tỷ phú này có sở hữu xe xe sang trọng hay không? Thì nước Mỹ thì có một điều rất kỳ lạ là hầu hết các tỷ phú là vẫn sử dụng những chiếc xe rất là bình thường. Mặc dù họ có thể mua, thậm chí họ có thể mua cả hãng sản xuất luôn. Đúng không ạ? Vâng. Rồi các cái tài sản họ sở hữu, ví dụ như là họ sở hữu các cái tài sản về bất động sản rất là nhiều, rồi thì sở hữu các cái chứng tài sản về mặt cổ phiếu chứng khoán, 15% số đó là tự kinh doanh, 4% thì là làm CEO của các hãng, và 93% đấy là những cái người có cái giá trị thấp và thường là cũng kinh doanh và thông qua những cái sở hữu hoặc là được thừa kế. Đấy, thì sau đó thì các bạn có thể nhìn thấy là cái độ tuổi kết hôn, rồi thì có con, bao nhiêu con, rồi có bể bơi hay không, có trình độ học vấn như thế nào, nghỉ hưu ở tuổi bao nhiêu, rồi thì sở hữu bất động sản, sở hữu xe, rồi sở hữu doanh nghiệp, rất là nhiều, họ đưa ra những cái thống kê như vậy. Tất nhiên là cái thống kê này thống kê demo thôi, để cho các bạn hình dung ra cái chân dung của khách hàng. Siêu giàu thì chúng ta sẽ phải đi theo cách tiếp cận như vậy. Thì đây là một số những cái nguyên tắc marketing mà người ta khuyên các bạn có thể xem, đúng không? Thứ nhất là hãy quên cái khái niệm định vị thương hiệu đi. Thường thì trong marketing các bạn sẽ phải định vị thương hiệu, nhưng mà đối với các sản phẩm mà các bạn bán, đối với các thương hiệu mà đã là xa xỉ và siêu xa xỉ rồi thì bạn không cần phải định vị thương hiệu nữa, đúng không ạ? Bởi vì bạn đã là cao nhất rồi, bạn đã là khác biệt nhất rồi, đúng không ạ? Bạn đã là siêu xa xỉ, và các sản phẩm siêu xa xỉ, các sản phẩm xa xỉ không phải để so sánh mà là để thể hiện cái sự khác biệt, cái đẳng cấp thôi, đúng không ạ? Bây giờ bạn định vị bạn 5 sao, thế bây giờ hết 5 sao thì còn là cái gì? Thì nó phải đẻ ra 7 sao, đúng không ạ? Đấy là lý do tại sao mà thằng Dubai nó phải đẻ ra cái khách sạn 7 sao là như vậy. Vâng. Thứ hai là sản phẩm và dịch vụ của bạn có đủ giúp bù đắp cái sự thiếu sót trong tâm hồn của khách hàng hay không? Vâng, thiếu sót có lẽ là chữ XC. Chữ SC chứ không phải chữ XC, đúng không ạ? Có đủ bù đắp sự thiếu sót trong tâm hồn, tức là cái gì mà khách hàng thiếu, mà thiếu về mặt trong tâm hồn nhá. Cái này rất khó, một cái khái niệm rất là khó, bởi vì trong từ tiếng Anh người ta gọi là, người ta dùng cái từ gọi là good enough for the soul, tức là có đủ tốt cho tâm hồn của khách hàng không. Tại vì nếu mà các bạn nói về góc độ vật chất đấy thì gần như là cái tiêu chuẩn 5 sao là tiêu chuẩn cao nhất rồi, thế nên là mình sẽ phải làm sao mà bù đắp cái phần thiếu sót trong tâm hồn của họ, trong suy nghĩ của họ, đấy, cái gì mà họ chưa đạt được. Chứ còn nếu mà bây giờ bạn cứ nói là cái này bằng vàng thì vàng tôi cũng mua rồi, cái này bằng kim cương tôi cũng mua rồi, đúng không ạ? Rồi thứ ba nữa là chúng ta hãy nhớ rằng là đừng cố thỏa mãn mọi ước muốn của người giàu, mà gì ạ? Chúng ta chỉ cần thỏa mãn một hai yếu tố thôi, bởi vì nếu mà chúng ta thỏa mãn mọi ước muốn của họ thì chúng ta sẽ không thể nào thỏa mãn được, và thứ hai nữa là sản phẩm của chúng ta sẽ không ra một cái hệ thống cống rãnh gì cả, đúng không ạ? Vì sao người ta mua một chiếc xe siêu xe với giá vài trăm nghìn đô la hoặc vài triệu đô la, có khi chỉ để cất trong gara, đúng không ạ? Vì họ muốn, họ là người sở hữu sản phẩm đấy và không ai sở hữu cả. Chứ không phải là vì người ta mua một cái chiếc xe chạy tốc độ là 380 đến 400 km để người ta mang ra đua, chẳng ai mang ra đua cả. Người ta cũng vẫn chạy với tốc độ 100 km trên giờ bình thường, đúng không ạ? Và người ta không quan tâm đến xăng, đấy là lý do tại sao động cơ của nó có thể lên tới 8 chấm, 10 chấm, 12 chấm, chuyện bình thường. Chỉ có người nghèo người ta mới quan tâm đến cái chuyện là xe đi có tiết kiệm hay không. Còn người giàu người ta không quan tâm đến điều đấy, đúng không ạ? Vâng. Tránh xa những khách hàng không có sự đam mê, không có sự cuồng mộ đối với sản phẩm, đúng không ạ? Tức là lời khuyên đây là các bạn nên đi tìm
những khách hàng mà người ta có sự đam mê, sự cuồng mộ và sự hiểu biết rất sâu sắc về giá trị của thương hiệu đối với cái phân khúc cao cấp như vậy, đúng không ạ? Một cái lời khuyên số 5 rất là hay, đấy là chúng ta đừng đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của khách hàng bằng cách tăng số lượng. Nếu mà các cái doanh nghiệp, các thương hiệu mà bạn làm cách này thì bạn sẽ chết. Bởi vì là người giàu người ta muốn sở hữu sự khác biệt, người ta muốn chỉ mình người ta có thôi. Nếu mà bây giờ bạn bán rất đắt rồi, sau đó bạn thấy tốt quá, bạn lại mở rộng thêm thì rồi sẽ chết, đúng không ạ? Bằng chứng là các bạn biết là những cái hãng thời trang cao cấp, đúng không ạ? Nếu không bán được sản phẩm của họ không bao giờ giảm giá hoặc rất ít, họ cũng không bao giờ đem thanh lý và đem đi cho, mà họ sẽ làm gì? Họ sẽ đốt, họ sẽ cắt, họ sẽ hủy. Đó, còn còn tại sao thì nó chính là lý do này, đúng không ạ? Bạn hãy nghĩ rằng là nếu mà bây giờ một người đeo một cái túi xách 20.000 đô la và sau hôm trước người ta mua 20.000, hôm sau nó giảm còn có 10.000, xong nó giảm còn có 5.000, nó giảm còn có 2.000. Thế là một 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 CEO của một tập đoàn lớn có doanh thu cả 100 tỷ thì cũng bằng một con bé sinh viên dùng túi xách, thế thì người ta sẽ không bao giờ sử dụng sản phẩm đó, đúng không ạ? Hãy nhớ rằng người ta mua sản phẩm đắt vì sao ạ? Vì đơn giản là vì nó đắt, vì nó hiếm, vì nó khác biệt, vì điều đó làm thỏa mãn cái thỏa lấp cái tâm hồn của người ta muốn khẳng định, muốn thể hiện, đúng không ạ? Vâng, cái lời khuyên số 5 này tôi đánh giá rất là cao, đúng không ạ? Đừng đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của khách hàng bằng cách tăng số lượng mà giữ nguyên số lượng, tăng chất lượng lên, thậm chí tăng giá lên, đúng không ạ? Đấy mới là khôn ngoan. Đấy. Thương hiệu thì cũng có ảnh lớn đến suy nghĩ và quan điểm tiêu dùng của khách hàng, cái này thì đúng rồi, đúng không ạ? Và những thương hiệu nào mà bạn vẫn được biết tên, ví dụ như LV, Gucci, Hermes hay là iPhone hay là Rolex, thì xin thưa đó mới chỉ là sản phẩm cao cấp thôi. Nó chưa phải là sản phẩm siêu cao cấp đâu ạ. Những thương hiệu mà bạn không hề biết tên hoặc tên rất khó nhớ hoặc rất ít người biết thì đấy mới là thương hiệu siêu cao cấp, đúng không ạ? Và ví dụ như đồng hồ các bạn liệt kê được 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 Rolex hay là Hublot thì nó vẫn chưa phải là đắt lắm đâu. Có những cái tên bạn không bao giờ đọc, chưa bao giờ nghe tới nhưng mà giá của nó có thể 500 ngàn, 800 ngàn, thậm chí vài triệu đô la cho một cái đồng hồ, đúng không ạ? Vâng, chỉ nghĩ đến cái giá thôi thì chúng ta cũng đã thấy bạc hết tóc rồi, chứ đừng có nói là nghĩ đến chuyện là mua, đúng không? Ok, lời khuyên số 7 là gì ạ? Làm cho khách hàng cảm thấy khó khăn khi mua sản phẩm. Cái việc mua sản phẩm cao cấp, siêu cao cấp, xa xỉ, siêu xa xỉ mà dễ như mua mớ rau, dễ như mua iPhone ấy. iPhone là sản phẩm đại trà nhá, nó không phải là sản phẩm cao cấp hay siêu cao cấp gì đâu, chẳng qua là nó đắt nhất trong cái phân khúc của người ta thôi. Các bạn mua iPhone không có thiếu, cứ có tiền là ra xếp hàng 20-30 triệu có ngay, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ các bạn mua một cái túi cá sấu Bạch Tạng của Hermes, đúng không ạ? Thì Hermes yêu cầu là bạn phải là khách hàng trong thời gian bao lâu rồi đó, và bạn phải mua ít nhất 3 sản phẩm trước đó rồi. Đấy, nó phải có lịch sử mua hàng rồi thì bạn mới được quyền mua. Bạn đăng ký mua nhé, không phải là cứ tôi ném 30 ngàn, 50 ngàn đô cái là tôi sở hữu một cái túi xách Hermes da cá sấu Bạch Tạng đâu. Đúng không? Đấy là ý tôi muốn nói là giải thích cho cái việc làm cho khách hàng cảm thấy khó khăn khi mua sản phẩm. Không dễ, không dễ. Nha. Bảo vệ khách hàng, chăm sóc khách hàng theo những cái tiêu chuẩn cao nhất, tiêu chuẩn cao nhất, đúng không ạ? Thậm chí là không tưởng, điều này là những người làm marketing như chúng ta phải có tính tưởng tượng và sáng tạo rất tốt từ những cái điều nhỏ nhặt nhất, đúng không ạ? Bởi vì họ đã đạt những cái tiêu chuẩn cao nhất rồi thì mình phải nghĩ ra những cái cao hơn nữa thì mới kinh khủng. Thí dụ như bây giờ đi du lịch nghỉ resort 5 sao thì có gì đặc biệt đâu, ở Việt Nam đầy mà, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ mà đi du lịch lên mặt trăng, bây giờ vào vũ trụ với giá khoảng 1 triệu đô, mà sắp tới bọn nó bán ấy, ở Mỹ nó bán ấy, thì đấy mới là điều không tưởng, đấy đấy mới là điều kinh khủng, đúng không ạ? Vâng. Cái triết lý thứ 9 đấy là gì ạ? Vai trò của quảng cáo đối với thương hiệu này là không phải để bán hàng, mà để làm gì ạ? Để tăng cảm xúc, tăng nhận biết, được chưa ạ? Không phải để bán hàng. Nếu mà bạn chạy các chiến dịch mà để tăng sale là gần như là sẽ bị hỏng, bị phí và không không thành công. Rồi, lời khuyên số 10, cái định luật số 10 cho các sản phẩm này đó là gì ạ?
Truyền thông không phải là, tức là truyền thông là cho những khách hàng, không phải là khách hàng mục tiêu để họ thèm khát. Đây là một cái lời khuyên mà cũng rất là lạ, một cái cách làm marketing rất là lạ. Tức là gì? Truyền thông cho những khách hàng không phải là khách hàng mục tiêu để cho họ thèm khát. Vâng, thì lúc đó người giàu người ta mới có tiền mua, người nghèo người ta không có tiền mua. Thì người nghèo người ta thèm khát thì người giàu người ta mới mua, đúng không ạ? Đúng không ạ? Tôi mua cái thứ mà bạn không có, tôi sở hữu những thứ mà bạn không có, cái thứ mà bạn thèm khát nhưng không được, thì đấy mới là đẳng cấp của người làm marketing, đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục đấy ạ, mức giá tưởng tượng trong suy nghĩ của khách hàng thì phải cao hơn mức giá thực tế. Ví dụ như là họ tưởng tượng rằng cái sản phẩm này là trị giá 1 triệu đô la, nhưng thực tế là họ chỉ phải mua với giá 800 ngàn đô la thôi. Hãy nhớ rằng là người giàu luôn luôn mua đồ đắt nhưng vẫn thích mua với giá rẻ. Cái này có nghĩa là như nào? Nếu bây giờ mà bạn mà bảo người người giàu là chị ơi chị mua Xiaomi đi, Oppo đi, hay là mua Vsmart của anh Vượng đi, đúng không? Thì người ta sẽ không mua, vì đấy là rẻ, đấy là đồ 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 không cao cấp. Người ta sẽ mua iPhone đời cao nhất, Pro Max, ví dụ thế. Thế nhưng mà bây giờ bán 40 triệu người ta không mua, và mày bán đắt, đúng không ạ? Phải bán 25 triệu thì mới mua. Ý tôi muốn nói là đấy chính là cái gọi là khách hàng mua mua đồ đắt nhưng vẫn muốn được mua rẻ. Đấy, bởi vì tao là VIP mà, đúng không ạ? Tao là thậm chí là super VIP, VIP tức là very very VIP, đúng không ạ? Vâng. Ok. Đấy. Hãy nhớ rằng là sự xa xỉ, sự sang trọng thì làm cho giá của sản phẩm và dịch vụ cao đắt, chứ không phải vì giá cao làm cho sản phẩm dịch vụ đắt. Cái điều này đều các bạn nhớ nhé. Ví dụ như là cái viên kim cương này nó đắt bởi vì nó vô cùng hiếm, đúng không ạ? Chế tác vô cùng khó khăn. Ví dụ như hồi tôi sang Hà Lan có những cái viên kim cương mà chỉ để bán và tặng cho Hoàng gia Anh chẳng hạn. Đó, một cái viên kim cương mà nó có hàng trăm mặt cắt và rất là to. Nó to như thế này này thì nó rất là đắt tiền, hàng hàng triệu đô la cơ. Đúng không? Thì đấy là tôi muốn nói giải thích cho cái việc là sự xa xỉ, sự sang trọng làm cho giá của sản phẩm hoặc là giá của dịch vụ cao, chứ không phải điều ngược lại. Đấy. Tiếp tục ạ. Chiến lược tăng giá thì đối với các sản phẩm cao cấp và siêu cao cấp thì nên tăng giá theo thời gian phù hợp nhá. Và có thể tặng thêm các cái quà tặng có giá trị đẳng cấp chứ không bao giờ giảm giá. Đấy, hoặc là nếu có giảm giá thì phải rất là tinh tế, đúng không ạ? Chiến lược của hàng cao cấp là xu hướng là tăng giá, bọn nó khuyên thế. Thế còn vì sao thì các bạn phải nghĩ. Thậm chí là tăng giá bình quân các nhóm. Ví dụ mình có nhiều nhóm, đúng không? Có cái nhóm siêu đắt, nhóm đắt, nhóm trung bình đắt, thì tăng hết giá của tất cả các nhóm luôn để cho cái thương hiệu nó càng ngày càng trở nên xa xỉ, đúng không ạ? Bán ít thôi nhưng mà lời rất cao, thay vì là bán nhiều và lời thấp. Rồi, không bán hàng hóa, đúng không ạ? Mà bán giá trị, bán đẳng cấp, bán sự thèm khát, đúng không ạ? Bán sự thiếu sót, sự bù đắp trong tâm hồn. Tôi rất là thích cái câu mà nó dịch đến là bù đắp sự thiếu sót trong tâm hồn. Cái đấy rất là hay, đúng không ạ? Các chiến dịch quảng cáo của hàng cao cấp hoặc là hàng siêu cao cấp như thế này thì nên sử dụng các ngôi sao hạng A. Vâng. Thí dụ như là các bạn thấy như là một số hãng đồng hồ có thể mời đến George Clooney, là một trong những cái tài tử rất là nổi tiếng của Hollywood. Đấy, hoặc là những ngôi sao Hollywood, những ngôi sao nhạc của Mỹ hay là của châu Âu hay của Nhật, họ đều có thể là những cái đại sứ thương hiệu của những cái nhãn hiệu rất lớn, đúng không? Hoặc là ở Việt Nam cũng như vậy, đúng không? Các cái ngôi sao mà ít scandal và có ảnh hưởng lớn thì người ta có thể làm đại sứ thương hiệu. Thì nói chung nên nên sử dụng cái này, họ vẫn khuyên, người ta vẫn khuyên, nhất là ngành thời trang, đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục ạ, là nuôi dưỡng tâm hồn và thúc đẩy tính nghệ thuật trong con người của khách hàng. Ví dụ như ở Trung Quốc, người ta có những cái lớp đào tạo cho những người giàu trở thành người thượng lưu, bởi vì người ta nhận thấy rằng là người Trung Quốc có thể giàu có nhưng không không trở thành quý tộc và thượng lưu được, bởi vì nó thiếu thiếu đi những cái tiêu chuẩn, thiếu đi những cái phong cách ứng xử. Đấy, cái này không phải nói xấu, nhưng mà nhìn chung là người Trung Quốc đi du lịch thì ở đâu cũng rất ồn ào náo nhiệt. Đấy, họ họ có tiền, họ mua sắm rất nhiều, nhưng mà để họ tinh tế và họ
họ văn minh, họ đẳng cấp được như người châu Âu hoặc là người Mỹ thì tôi nghĩ là còn rất xa nữa. Tương tự như thế đối với người Việt cũng như vậy, đúng không ạ? À, chúng ta đi thì hầu như là sang bên những cái nước phát triển thì chúng ta không được đánh giá cao, do chúng ta không có tiền, do cái tập tính văn hóa khác biệt khá nhiều. Thì đấy là tôi đang nói là tại sao những cái khách hàng xa xỉ thì những nhãn hàng họ sẽ phải thúc đẩy cái tâm hồn của khách hàng, họ thiên hướng là đào tạo cho khách hàng là phải yêu nghệ thuật, phải đam mê nghệ thuật, phải hiểu về về các cái giá trị nghệ thuật, thì lúc đấy mình mới lấy được nhiều tiền hơn, đúng không? Vâng. Về mặt sản xuất thì các bạn nên lựa chọn những cái địa điểm sản xuất tốt, đúng không ạ? Là thủ phủ của những cái sản phẩm mà gọi là tốt nhất thế giới, đúng không? Thí dụ như là làm mỹ phẩm thì các bạn có thể là ở châu Âu, ở Pháp, đúng không ạ? Ở Anh, ví dụ như vậy. Hoặc làm thời trang thì các bạn phải làm ở Ý, hoặc là làm xe, siêu xe thì các bạn phải làm ở Ý, đúng không ạ? Nghề thủ công ở Ý thì cực kỳ tinh xảo. Đó, kiểu kiểu như vậy. Nếu mà các bạn thấy là nếu mà một cái sản phẩm mà hàng rất là đắt tiền, 20-30 ngàn đô la mà made in China thì khách hàng sẽ không thích, đúng không ạ? Khách hàng sẽ không thích. Mặc dù giá trị rồi thì tất tần tật mọi thứ vẫn ok, nhưng mà nhìn chung trong tâm lý của khách hàng là không thích. Bởi vì hàng Trung Quốc nó trà trộn, nó cũng có rất nhiều hàng rẻ, hàng kém chất lượng và nó thiếu lòng tin đối với khách hàng. Vâng, thì các nhà sản xuất họ sẽ không làm điều đó, rất là nguy hiểm. Vâng. Cho phép khách hàng trải nghiệm thoải mái hết sức nhưng mà không cho dùng thử ở nhà, tức là không cho trả lại, không cho mua theo cả free, đúng không ạ? Với những khách hàng đại chúng thì chúng ta nên dùng phương pháp là cho dùng thử, vân vân. Được, ở Mỹ thì người ta cho khách hàng mua sản phẩm mang về nhà 1 tháng, quay trở lại trả vô tư. Đấy là hàng tiêu dùng, những khách hàng đại trà. Thế còn hàng siêu xa xỉ và hàng xa xỉ thì bạn không nên làm như vậy, đúng không ạ? Họ có thể được chiều chuộng, được thoải mái thử đồ tại shop, vân vân. Nhưng mà dứt khoát là không được dùng thử, không được mang về và không được trả lại, đúng không ạ? Hoặc là trả lại cũng phải mất phí rất là cao. Đấy, thì cái đấy là các cái chính sách của bán hàng của các hãng họ cũng làm. Vâng, một trong những cái nguyên tắc nữa về quản trị kinh doanh và marketing đấy là không cắt giảm chi phí, không bao giờ cắt giảm chi phí sản xuất, tức là luôn luôn làm cho sản phẩm tốt hơn và tốt hơn, xịn hơn, đắt hơn, đúng không ạ? Chất lượng hơn, chứ không bao giờ giảm giá, nhưng có thể giảm một số các cái chi phí khác để tăng hiệu quả kinh doanh. Ví dụ như chi phí văn phòng, chi phí cho tiền lương, các cái khấu hao vân vân. Nhưng mà chi phí sản xuất rồi thì chi phí bán hàng hoặc là luôn luôn gia tăng giá trị sản phẩm, đấy là một cái chiến lược mà bất kỳ một cái hãng nào người ta cũng phải làm. Và cuối cùng là 5 cái định luật còn lại, đấy là các bạn có thể bán hàng trên mạng thông qua website hoặc thông qua app, nhưng không bao giờ được công khai giá, đúng không ạ? Và không được công khai số lượng. Khách hàng mua thì buộc phải liên hệ, giá phải liên hệ, và chúng ta phải có cái quy trình thẩm định khách hàng rồi người ta mới mua, rồi thì chúng ta mới xem xét người ta có phù hợp không để bán, đúng không ạ? Cái định luật tiếp theo đấy là chúng ta cần phải tập trung vào trải nghiệm, trưng bày và làm thương hiệu. Các bạn biết là hầu hết các cái hãng lớn thì cái phần showroom trưng bày của họ rất là quan trọng, đúng không ạ? Tôi thì cũng đi nước ngoài, cũng có một cái cơ duyên, cũng có một cái may mắn và cái sở thích nữa là mình cũng đi nước ngoài rất là nhiều. Thì tôi ví dụ như là tôi vào rất nhiều các cửa hàng LV chẳng hạn. Tôi có thể không có tiền mua cái mặt hàng đó, nhưng mà tôi vào rất nhiều thì tôi nhận ra là các cái cửa hàng họ trưng bày rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Đấy, và những cái người mà gọi là làm cái trưng bày đấy, họ đều là những người học những cái ngành nghệ thuật ra. Đấy, những cái chủ đề họ đưa, họ trưng bày rất là đẹp. Họ thuê ở những con phố rất là lớn, rất là sầm uất, đúng không ạ? Thí dụ như là ở đại lộ Élysée ở Pháp thì có cửa hàng thủ phủ của hãng LV chẳng hạn. Đấy, hoặc là ở tất cả những trung tâm lớn nhất của các cái thủ đô các nước thì đều có những cái cửa hàng lớn như vậy, đẹp và rất nghệ thuật, đúng không ạ? Và rất xa xỉ. Và đi vào cửa hàng thì các bạn thấy là trưng bày cũng thế, trưng bày đồ cũng rất là ít thôi, lác đác điểm điểm thôi. Nhân viên ăn mặc thì vô cùng đẹp và tinh xảo, đúng không ạ? Trang điểm rất xinh xắn, đầu tóc rất gọn gàng, rồi thậm chí là tôi nghĩ là còn sang trọng hơn cả tiếp viên hàng không. Đấy.
rồi không gian rất ấm cúng, đồ ăn, đồ uống, champagne. Tôi vào một số các cái trung tâm thương mại ở Mỹ thì bán những cái đồ như LV hay Gucci, Prada thì khách mà người ta bước vào cửa hàng ấy thì có thể là ăn hoa quả và uống champagne miễn phí, rất là đẳng cấp đúng không ạ? Có chỗ ngồi cho khách ngồi nghỉ ngơi nhưng mà hầu như khách không dám ngồi luôn bởi vì nó cảm giác nó quá sang trọng. Trừ những khách có tiền thật, khách quen người ta vào người ta mua người ta xách đồ ra đó. Thì tôi nghĩ đấy là một cái mà các bạn cũng cần phải xem xét nhá. Tập trung vào trải nghiệm, trưng bày và làm thương hiệu. Đấy, dịch vụ phải là tốt nhất, phải là khác biệt nhất, phải là 5 sao, 6 sao, 7 sao luôn. Vâng. Tổ chức các cái chương trình tri ân khách hàng ở mức độ đẳng cấp. Ví dụ như là Gucci tổ chức cho sinh nhật cho khách VIP là một buổi trình diễn thời trang luôn. Đấy, tức là hoành tráng, nếu mà họ là khách ruột có một cái khả năng mua mua dài hạn trong nhiều năm và mua một cái bill rất là lớn, có thể vài trăm ngàn cả triệu đô một một năm, thì những hãng lớn như vậy họ có thể tổ chức các cái buổi sinh nhật cho khách hàng như một cái buổi gala, trong đó có các ngôi sao rồi các nghệ sĩ rồi các cái showbiz rồi thì thậm chí các người mẫu nổi tiếng đến để chúc mừng sinh nhật khách hàng, và cái tiền này hãng người ta bỏ bỏ tiền ra rất là hay đúng không? Vâng. Và hai cái lời khuyên cuối cùng trong cái chiến lược marketing sản phẩm xa xỉ siêu xa xỉ cho khách hàng giàu và khách hàng siêu giàu đấy là chúng ta phải nghĩ, chúng ta phải nói, chúng ta phải sống trong cái thế giới của người giàu đúng không ạ? Nói thật, một người nghèo hoặc một người thiếu tinh tế, một người thiếu đào tạo bài bản rất khó bán hàng cho người giàu, bởi vì cái đẳng cấp, cái tiêu chuẩn nó khác nhau, cái cách nghĩ nó khác nhau quá đúng không ạ? Nó khác nhau rất là nhiều đấy. Lời khuyên cuối cùng, chiến lược marketing cuối cùng đấy là khách hàng giàu có này này, khách hàng siêu giàu này không phải là số 1. Đúng hơn là không được đánh số. Ngày xưa người ta hay có câu là khách hàng là số 1, đấy là khách hàng nói chung. Còn khách hàng đối với người giàu và người siêu giàu không phải là số 1 mà là trên cả số 1, là duy nhất, là khác biệt, là tận tâm đến hết sức có thể. Thì đấy là cái 25 cái định luật này. Thì các bạn có muốn tải cái video này thì các bạn có thể xem lại trên YouTube, sẽ có bản Full HD cho các bạn. Các bạn muốn tải slide này thì vào web PA Marketing thì tôi sẽ up lên cho các bạn. Đúng không ạ? Ok. Rồi, hôm nay tạm thời như vậy. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.